Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một chiếc máy bắn vít thương hiệu Makita, rất thích hợp cho các bác làm lắp điện hoặc là lắp thiết bị điện gia dụng, có thể tháo máy giặt, điều hòa, tủ lạnh. Đây, tôi sẽ mở nguyên hộp cho quý vị và các bạn xem nhé. Đây là nguyên hộp của chiếc máy này các bạn nhé. Đây, nguyên hộp chiếc máy gồm có một máy bắn vít mini, hai cục pin 12V, đây là đế sạc các bạn nhé. Đây, nó sẽ bao gồm tất cả các chi tiết này các bạn quý vị nhé, tất cả các chi tiết này các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ nắp và bắn thử cho quý vị và các bạn xem nhé. Tôi sẽ lắp cái ổ điện này, bắn vào cho các bạn xem nhé. Tôi cầm tay chiều, đấy, rất tiện dụng, rất nhanh cho các bác nào sửa chữa điện, lắp ráp và điều hòa tủ lạnh máy giặt, tháo lắp rất dễ dàng. Đây, các bạn đóng này là xong. Đây, bây giờ tôi sẽ tháo ra. Đấy, rất nhanh nhé. Đây là một đầu các bạn nhé, đây là đầu bắn vít. Cái đầu bắn vít này nó rất nhiều mũi nhé, nó rất nhiều mũi. Cả cái mũi này mình cũng chả biết nó là cái gì, nó như bông hoa mũi này, nó như bông hoa, rõ nó không rõ lắm, nó giống bông hoa, rất nhiều mũi. Đây, nó gồm tổng cộng là cái mũi ngang rồi, mũi bốn cạnh, hai mũi bốn, ba mũi, ba bốn mũi bốn cạnh, hai mũi ngang, mũi khoan thì có tất cả là 6 mũi khoan, mũi khoan gỗ, mũi khoan gỗ cứng hơn. Còn đối với cái đây là để bắn ốc lục giác ấy. Để bắn ốc các bạn nhé. Đây, tôi sẽ lắp cái bắn ốc này cho các bạn xem nhé.
Được cái bắn ốc này là nó có thể uốn éo được. Đấy. Các bạn thích uốn éo kiểu gì, cong này nó cũng chạy đây. Đây đây đấy đấy. Tôi bấm nhẹ nhé. Chậm cho các bạn xem. Đấy. Đấy. Cứ uốn cong như con rắn. Nó cũng quay được nhé. Cái này lắp ráp ở những cái vùng mà nó phức tạp, đòi hỏi phức tạp, các bạn vẫn bắn được vít ra nhé, ốc vít ra. Đây. Đây, tôi sẽ bóp từ từ cho các bạn xem. Đấy, đấy nó có quay nhà này. Đấy, cái này rất đa năng nhé. Đấy, sẽ dùng cái đầu bốn cạnh này để bắn gỗ. Các bạn xem. Tôi có hai khúc gỗ nhé, tôi bắn vào nhau các bạn nhé. Chung là cái máy này nó rất tiện dụng, xuyên luôn. Vào gen tôi bắn nhé. Kính luôn, xiên luôn. Đây, bây giờ tôi sẽ tháo ra. Đấy, rất nhanh. Đấy. Đấy, các ba lò mà có nhu cầu mua thì liên hệ qua số điện thoại của tôi nhé. Các ba lò có nhu cầu mua cứ liên hệ qua số điện thoại của tôi hiện ở trên màn hình nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.